Ở cuối tập trước, sau khi thấy Tử Vân và Phong Nhi đều bị thực cốt hương của Mạc Hiên khống chế, Kiếm Tâm bắt buộc phải ra tay. Kiếm khí của nàng vậy mà lại có thể xé rách lớp khiên bằng bùn đen từ khí của Mạc Hiên, khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Sau đó là vô vàn kiếm khí sắc bén của Kiếm Tâm đánh xuống đầu Mạc Hiên, không biết là đã đánh trúng hắn chưa, nhưng cũng không nhìn thấy hắn đâu nữa. Mời quý vị đạo hữu cùng đón xem diễn biến tiếp theo ở tập này nhé. Lúc này, phía bên dưới mặt đất nơi Mạc Hiên vừa đứng đó, khói bụi mù mịt, không nhìn thấy gì cả hai người tử vân và phong nhi nhân cơ hội này lập tức bay lên đứng ở phía sau kiếm tâm. Một lúc sau đó, khói bụi tản đi, nơi mà Mạc Hiên vừa đứng ban nãy, chỉ còn lại dấu vết mặt đất nứt vỡ và một cái hố nhỏ, không nhìn thấy Mạc Hiên ở đâu cả. Hiển nhiên là chưa bất ngờ của kiếm tâm khi nãy cũng không đánh chúng được hắn. Kiếm tâm cao mày nhìn về nơi đó, nàng chật lưỡi tức giận nói, chật, chưa đánh chúng, quả nhiên là một tên cáo giả. Lúc này, không biết từ khi nào, hắc khí thực cốt hương của mạc thiên vô thanh vô tức đã bao vây lấy xung quanh thân thể của kiếm tâm khiến cho nàng giật mình đây là khí độc trên không trung mạc hiên thân thể giống như một làn khói từ từ xuất hiện trên trán hắn lúc này vẫn đang lấm tấm mấy giọt mồ hôi hắn nhìn về phía nhạc kiếm tâm ở bên dưới thầm cảm thán không hổ là đệ tử đứng đầu của thanh vân kiếm tông nhạc kiếm tâm này quả nhiên có chút bản lĩnh khi nãy suýt chút nữa thì ta đã bị ăn thiệt thòi dưới tay cô ta cũng may mà ta nhanh chân thoát được Mạc Hiên lúc này đã hoàn toàn hiện ra, hắn hiên ngang đứng trên đỉnh đầu của Nhạc Kiếm Tâm cùng với hai đệ tử Tử Linh Tông, Mạc Hiên khoái chí cười lớn, xung quanh thân thể hắn, tử khí cùng huyết khí của hắn liên tục tràn ra bên ngoài, bao trùm lấy phạm vi khuôn viên mấy chục dặm. Ha ha, ba tiểu bối vô tri, các ngươi hiện giờ muốn vùng vẫy cũng vô dụng thôi, các ngươi đã trúng thực cốt hương của ta rồi. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, bản tọa nhân từ sẽ cho các ngươi được toàn thây. Bây giờ đã qua 10 tức, mau ngã xuống cho ta. Trái ngược hoàn toàn với lời nói của Mạc Hiên, ba người kiếm tâm cùng Tử Vân và Phong Nhi vẫn thản nhiên đứng ở đó. Mạc Hiên lúc này cũng nhận ra có điều gì đó sai sai, không đúng, bọn chúng tại sao lại không ngã xuống, nhìn như nào cũng thấy chúng đang cười vào mặt ta. Tại sao lại thiếu một tên, một đứa nữa biến đi đâu mất rồi? Ngay cái giây phút Mạc Hiên còn đang ngơ ngác tìm kiếm một người nữa đang ở đâu, thì Tử Vân đã bất thình lình xuất hiện ở ngay phía sau lưng hắn, hai tay nàng nắm chặt cây hắc sắc đả cầu bổng vung ngược về sau. Cốp một cái, AD ở Hải Phòng cũng nghe thấy. Tử Vân toàn lực ra tay, nàng hét lớn, lão cẩu tặc, ăn một gậy của ta đi. Bị đánh bất ngờ, Mạc Hiên hắn không kịp phản kháng. Thất khiếu của hắn ngay lập tức thổ huyết ra một ngụm tinh huyết đỏ tươi. Thân thể của hắn sau đó giống như đạn pháo mà bắn thẳng xuống bên dưới mặt đất. Phong Nhi đứng ở bên dưới mặt đất đã chờ sẵn, thấy Mạc Hiên rơi xuống thì lập tức ra tay. Từ cây quạt của hắn lập tức phóng ra hơn chục cái đầu phi đao sắc nhọn lao thẳng về phía Mạc Hiên. Bị hơn chục cái phi đao sắc nhọn đâm trúng, Mạc Hiên lập tức hét thảm. Hắn trong lòng cũng thật không thể ngờ được, bản thân lại bị ba tiểu bối này phản ngược lại nhanh như vậy. Một lát sau đó, khói bụi dần tàn đi, Mạc Hiên lại tiếp tục phun ra một ngụm tinh huyết nhuộm đỏ mặt đất. Hắn cố gắng gượng bò dậy, bản thân thì liên tục ho khụ khụ khụ, hiển nhiên là hắn đã bị thương rất nặng. Chỉ một phút giây lơ là khinh địch, hắn đã phải trả một cái giá vô cùng lớn. Hắn lúc này đang liên tục dùng linh khí để phong bế vết thương, nhanh chóng cầm máu. Hắn ngửa cổ nhìn lên trên khâu trung ba người kiếm tâm, Tử Vân, Phong Nhi đang đứng lơ lửng ở đó. Mạc Hiên ánh mắt chứa đầy sắc khí, hắn tức giận quát lớn hỏi, "Các ngươi, tại sao lại không bị chúng thực cốt hương độc của ta? Chuyện này không thể nào, độc của ta vô thanh vô tức, dưới tử phủ cảnh cửu trùng, chưa từng có ai thoát được." Tử Vân cũng không thèm trả lời, nàng liền nhắm một mắt lẻ lưỡi lêu lêu chưa tức Mạc Hiên. Phong Nhi thấy vậy cũng chỉ biết dùng quạt che miệng cười khổ, ngại ngùng với vị sư tỷ trẻ trâu này của mình. Tử Vân lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Hoa Thanh Vân, nàng thật sự không ngờ đan dược của hắn lại có công dụng tuyệt vời như vậy tử vân trong lòng vui vẻ thầm nghĩ đan dược của hoa đạo hữu cũng quá lợi hại rồi mặc dù hoa đạo hữu chỉ là linh cung cảnh lục trùng nhưng lại có thể chế tạo ra đan dược thần kỳ như vậy quả thật đúng là thiên tài bảo sao hắn lại có thể giúp ta và phong nhi nhổ huyết khôi trùng ra khỏi thức hải dễ như thế hiện tại đã không còn sợ những thủ đoạn bì ổi của tên mặc hiên lão cầu đó thì đối phó với người của ma tông thật sự là dễ như trở bàn tay mặc hiên lão cầu Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Phía bên dưới này, Mạc Hiên vẫn đang quỳ phục ở trên mặt đất. Hắn lúc này vẫn chưa thể nghĩ ra được, tại sao ba tiểu bối kia lại không bị trúng độc của mình tạo ra. Hừ, thực cốt hương của ta, độc tính còn mạnh hơn cả đoạn linh hương gấp nhiều lần. Vô thanh vô tức, cho dù là phong bế khí tức thì cũng gián tiếp hấp thụ qua da, căn bản là không có cách nào tránh khỏi việc bị trúng độc. Ngoại trừ giải dược độc môn của ta ra, thì không có bất cứ đan dược gì có thể giải được độc tính của nó lẽ nào trên người bọn chúng có dấu bí bảo khác có thể ngăn cản được việc chúng độc trên không trung kiếm tâm lúc này mới ra tay nàng muốn nhanh gọn giải quyết tên mặc hiên này tránh cho đêm dài lắm mộng thanh âm lạnh lùng của nàng vang lên đến đây là kết thúc rồi thanh vân kiếm quyết phía bên dưới này mạc hiên bất ngờ nở một nụ cười đầy khó hiểu hắn đưa một tay lau đi vết tinh huyết ở miệng sau đó từ từ đứng dậy hắn cười lớn nói ha ha đúng vậy đến đây là kết thúc rồi nhưng mà là kết thúc của các ngươi chứ không phải của ta dứt lời mặc hiên bất ngờ dùng một chân đạp mạnh xuống bên dưới mặt đất thân thể hắn giống như tên lửa mà phóng thẳng lên trên không trung hắn làm ra cái vẻ mặt đầy tự tin nói không sai trò chơi đến đây là dừng rồi khi nãy chơi đùa với các ngươi như vậy là đủ rồi hôm nay ba người các ngươi không một ai có thể toàn mạng rời khỏi đây ngưng thiên huyết luyện đại trận lời của mặc hiên vừa dứt ngay lập tức một đại trận màu huyết sắc khổng lồ bất thình lình hiện lên nó bao bọc toàn bộ ba người kiếm tâm tử vân và phong nhi vào bên trong chuyện này khiến cho cả ba vô cùng bất ngờ không ai phản ứng kịp thời mà chạy thoát được ra bên ngoài cả tử vân hốt hoảng hô lên chuyện gì xảy ra thế này hắn ta bày bố trận pháp này từ bao giờ thế kiếm tâm trong lòng dấy lên nguy cơ đây là hắn đang muốn luyện hóa chúng ta sao thân thể đã hoàn toàn bị áp chế rồi mặc hiên lúc này đứng ở phía bên ngoài đại trận khoái chí cười lớn ha ha ta đã nói từ sớm rồi các ngươi sớm đã bước vào trong trận pháp của bản tọa rồi hôm nay ba người các ngươi ai cũng không thể thoát được đâu số một giải quyết chúng cho ta lời này vừa dứt thì ngay lập tức từ bên dưới mặt đất ở phía sau lưng ba người kiếm tâm tử vân phong nhi có một thứ gì đó chui lên cảm giác được nguy hiểm ba người tử vân lập tức quay đầu nhìn lại lúc này một con quái vật từ bùn đất đang dần hình thành thân thể hình dáng của nó tựa như cơ thể người không những thế tu vi của nó đang tăng vọt tăng một phát từ linh cung cảnh vượt qua tử phủ cảnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đầu huyết khôi này cũng có một bộ răng sứ nhọn hoát trắng bóc nó ngửa cổ lên trời giận dữ hét lớn cả phong nhi lẫn tử vân hai người vẻ mặt sợ hãi thốt lên huyết khôi tử phủ cảnh lục trùng hiện tại ngoại trừ kiếm tâm ra thì tử vân cũng là tử phủ cảnh lục trùng còn phong nhi là tử phủ cảnh tam trùng đầu huyết khôi này hiện tại không khác gì hổ lạc bầy dê kiếm tâm nãy giờ tuy không nói gì cả nhưng hiện tại trong lòng nàng đang rất là ngưng trọng nàng cũng thật không ngờ lần này ra ngoài làm nhiệm vụ lại gặp phải nguy hiểm đến cả tính mạng xem ra hôm nay sẽ là một trận ác chiến rồi đây lúc này mạc hiên đứng lơ lửng phía trên không trung hắn bất ngờ cười lớn nói ha 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 thật là ba tên tiểu bối không biết trời cao đất dày đáng lý ra các ngươi phải nhanh chóng quay về tông môn để báo tin sau đó dẫn theo các trưởng lão tới đối phó với ta mới đúng nhưng các ngươi lại cho rằng bản tọa là quả hồng mềm thật sự nghĩ rằng có thể tự mình đối phó ta được thật là ngu dốt hôm nay mấy người các ngươi ai cũng không thể rời đi được bao gồm cả tên nhát gan trốn trong thôn vân can kia Ta đã phái số 2 tu vi tử phủ cảnh ngũ trùng qua đó rồi. Hê hê hê. Con chuột nhất đó rất nhanh sẽ quay về đây đoàn tụ với ba người các ngươi. Nguy rồi, Hoa sư huynh gặp nguy hiểm. Phía bên này, Hoa Thanh Vân hắn vẫn đang hồn nhiên đắp chân nằm trên giường ngáy o o. Bất ngờ lúc này, có hai ngón tay màu đỏ hé cánh cửa sổ đầy ra. Huyết khôi số 2 thò đầu nhìn vào bên trong, nhưng ánh mắt của nó lập tức trở nên ngơ ngác, bởi vì bên trong phòng không có một bóng người. Lúc này, tại phòng bên cạnh, ừ, không ngờ được có phải không? Muốn ta tăng ca sao? Ngươi còn non lắm. Tưởng đâu huyết khôi nếu như không tìm thấy mình thì sẽ quay trở về. Hoa Thanh Vân lại yên tâm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bất ngờ lúc này, cánh cửa phòng của hắn đột nhiên bị nổ tung. Hoa sư huynh vừa nhắm mắt được một giây thì lại phải mở mắt. Đang giờ ngủ mà làm phiền chấm đúng thật là chán sống rồi. Bởi vì trước cửa phòng Hoa Thanh Vân hắn có đặt một số trận pháp cấm chế ẩn tàng che giấu khí tức, mà cái đầu huyết khôi số 2 này sau khi không tìm thấy Hoa Thanh Vân ở bên kia, hắn cũng định quay về, nhưng khốn cái lại đi nhầm đường, phóng người kiểu gì lại hút chúng tường phòng bên cạnh của Hoa Thanh Vân đang nằm. Ngược lại tường không có bị làm sao, mà bản thân hắn lại bị hất văng bay ngược về sau. Thấy có điểm khả nghi, cho nên đầu huyết khôi số 2 này đã phải tốn không ít công sức mới phá được cửa sông vào đây. Lúc này, Hoa Thanh Vân hắn cũng không nhịn được nữa. Ta nói trời đánh tránh giấc ngủ, ta nói Hoa Thanh Vân hắn đã không muốn ra tay rồi. Lương trước chuyện đó cho nên đã di chuyển sang phòng bên cạnh để ngủ rồi, thậm chí còn đặt xuống cấm chế trận pháp để che giấu khí tức. Vậy mà cuối cùng vẫn bị đầu huyết khôi này làm phiền. Hoa Thanh Vân hắn rời khỏi giường, hắn từ từ tiến bước về chỗ đầu huyết khôi số 2 đang đứng gần giọng hỏi, "Ngươi, không tìm được người thì ngươi không thể về sao? Lại cứ muốn lôi người khác vào à? Có biết hiện tại là giờ nghỉ ngơi của ta không?" Phía bên này, ba người kiếm tâm, Tử Vân và Phong Nhi đang com bát rất căng với đầu huyết khôi số 1 tu vi tử phủ cảnh lục trùng. Nhà kiếm tâm trên trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt nàng đầy ngưng trọng nhìn đầu huyết khôi số 1. sau đó nàng lại tiếp tục chém ra rất nhiều những đạo kiếm khí phóng thẳng về phía đầu huyết khôi số 1 đang đứng đầu huyết khôi này trong tay lập tức tụ ra một khối linh lực màu huyết sắc cánh tay của nó bất ngờ di chuyển rất nhanh cua ra phía trước mặt liền lập tức tạo thành một lớp khiên chắn nhẹ nhàng chặn lại toàn bộ kiếm khí của nhạc kiếm tâm cùng lúc đó tử vân vác theo cây hắc sắc đả cầu bổng của mình bất thình lình xuất hiện phía sau lưng của huyết khôi số một tử vân dồn toàn lực vào cánh tay tung ra một gậy như trời giáng đập xuống. Nhưng mà vẫn bị đầu huyết khôi này dùng một tay nhẹ nhàng chặn lại. Quả nhiên, cách biệt về thực lực giữa tử phủ cảnh tứ trùng và tử phủ cảnh lục trùng là quá lớn. Tử vân sau đó liền bị đầu huyết khôi này dùng một tay ném văng bay ngược về sau. Tử vân thân thể đập mạnh xuống bên dưới mặt đất lăn mấy vòng mới chịu dừng lại. Thấy sư tỷ bị thương, Phong Nhi lập tức ra tay, hắn tức giận hét lớn, tử vân tỏa. Từ cây quạt của hắn liền phóng ra bốn sợi xích màu tím thủy trung tấn công huyết khôi số 1. Bị tấn công bất ngờ, đầu huyết khôi này liền bị tử vân tỏa của phong nhi chói chặt nó tức giận ngửa cổ lên trời gầm lên đầy giận dữ linh lực từ trong thân thể nó bạo phát phóng ra bên ngoài liền lập tức đánh tan tử vân tỏa của phong nhi bất ngờ lúc này kiếm tâm ra tay một tia kiếm khí sắc bén lao vút tới liền chia huyết khôi số một thành hai nửa tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp nhưng tử phù cảnh lục trùng đâu phải dễ dàng tiêu diệt như vậy kiếm tâm cũng hiểu được điều này nàng vẫn đang thủ thế chờ đợi biến cố xảy ra quả nhiên hai nửa thân xác của huyết khôi đang bay ra thì đột nhiên dừng lại hai cánh tay của nó đột nhiên cử động rồi bất ngờ túm lấy phần hông bên dưới rồi kéo cho hai nửa thân thể hợp vào với nhau miệng vết chém cũng rất nhanh chóng liền lại như chưa hề có cuộc chia ly kiếm tâm nàng biết sẽ không dễ dàng nhưng cũng thật sự không thể ngờ là huyết khôi này lại có năng lực hồi phục đáng sợ như vậy nàng cắn chặt răng ánh mắt đầy ngưng trọng nhìn đầu huyết khôi thầm nghĩ cái gì còn có thể như này được sao vậy là mọi cố gắng ban nãy đều đổ bể Năng lực hồi phục như này, nếu không ra chiếu trí mạng trước khi nó kịp hồi phục, thì sẽ không thể nào tiêu diệt được nó. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Bất ngờ lúc này, đầu huyết khôi chật động, thân thể của nó đột nhiên nhảy lên, thế rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau đó lại bất thình lình xuất hiện ở trước mặt Phong Nhi, rồi tung cho hắn một trưởng. Can tội ban nãy dám đánh lén trói nó. Kiếm Tâm vừa kịp hô lớn cẩn thận, thì Phong Nhi đã bị đầu huyết khôi cho một trưởng, cả người lập tức bị đánh văng bay ngược về sau, tiên huyết phun ra đầy trời thân thể của hắn bị đấm bay đi mấy chục trượng mới chịu dừng lại ngay lập tức nằm yên bất động trên mặt đất tử vân giận dữ hét lớn phong nhi phía bên này phong nhi tu vi thấp nhất trong ba người hắn vừa trúng một chiêu của huyết khôi thì đã bị mất đi ý thức thân thể hắn nằm yên bất động trên mặt đất tiên huyết từ thất khiếu liên tục chảy ra không ngừng tử vân lúc này tâm tình rối bời phong nhi chính là tiểu đệ mà nàng yêu thương nhất bất cứ ai làm phong nhi bị thương là nàng sẽ liều mạng với kẻ đó tử vân ánh mắt đau xót nhìn về phía phong nhi đang nằm đó giọng nàng run rẩy vang lên, lại dám đánh phong nhi của ta. ầm một cái, tử vân một chân đạp mạnh xuống bên dưới mặt đất, khiến cho mặt đất nơi đó bị vỡ nát, đất đá bắn tung tóe. thân thể nàng lập tức lao vút đi, hướng thẳng nơi huyết khôi đang đứng mà phóng đến. huyết khôi thấy phía sau có động tĩnh liền giật mình quay đầu nhìn lại, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì nó đã bị tử vân cho ăn một gậy vào lưng, khiến cho thân thể của nó lập tức bị đánh bay, cả người đâm dầm xuống bên dưới mặt đất, nhưng mà vẫn chẳng xi si nhê gì với nó cả đầu huyết khôi này lại lập tức ngồi dậy kiếm tâm sau đó vội bay đến bên cạnh của tử vân lên tiếng nhắc nhở tên này có khả năng hồi phục vô tận thêm vào đó năng lực phòng ngự cũng rất mạnh chúng ta sớm muộn gì cũng bị tiêu hao đến chết cứ dây dưa với hắn như này cũng không phải cách ừ ta cũng nghĩ vậy ta có một chiêu có thể trực tiếp khiến hắn tan thành cho bụi mất đi khả năng hồi phục thật sao vậy thì tốt quá nhưng mà ta cần thời gian chuẩn bị vậy sao yên tâm đi ta sẽ tranh thủ cho ngươi thời gian chuẩn bị ừm vậy ta nhờ ngươi kéo dài thời gian đấy Nhạc đạo hữu được thôi giao cho ta đi ha ha tiểu bối vô tri các ngươi có chiêu thức gì thì cứ thoải mái dùng đi số một là tác phẩm huyết khôi thành công nhất của ta đấy các ngươi sắp trở thành tế phẩm của ta rồi Hửm, bên phía số hai đã kết thúc nhanh thế sao xem ra tên đệ tử chân truyền vô danh của thanh vân kiếm tông đó cũng chẳng ra sao phải nói là quá gà đi đúng là phế vật phía bên này chuyển cảnh về khách sạn nơi hoa thanh vân ở Vù, nguy hiểm thật xít chút nữa là mình đã xử hắn rồi không thể để cho tên trưởng lão ma tông kia cảm nhận được ai ta chỉ muốn ngủ một giấc yên ổn ngươi lại cứ đánh thức ta nếu đã như thế ta cũng tặng lại ngươi một món quà đáp lễ đi có qua có lại mới toại lòng nhau dứt lời hoa Thanh Vân hắn liền dùng một tay túm lấy tóc của thanh niên huyết hồi số 2 rồi cứ thế kéo nó đi về phía cánh cửa khi nãy đã bị nó làm nổ tung hướng này cũng chính là hướng nơi kiếm tâm cùng hai đệ tử tử linh tông đang giao chiến với đầu huyết khôi số một ở bên trong đại trận của mặc hiên thế rồi hoa thanh vân hắn một tay dùng linh lực nhấc bổng huyết khôi số hai lên thân thể hắn hơi ngả về phía sau một chút hai mắt nhắm chặt dùng thần thức khủng bố để xác nhận phương vị tư thế này giống như là đang chuẩn bị phóng lao vậy hoa thanh vân hắn đưa một đầu ngón tay chỉ về phía trước rồi lên tiếng hỏi đầu huyết khôi số hai ở kia à thanh niên đen đuổi này bị ăn đấm no đòn rồi can tội làm phiền giấc ngủ của boss hắn cũng chả dám lên tiếng trả lời hoa thanh vân trong lòng chỉ biết cười khổ. Tưởng đâu gặp được tên dễ ăn, ai ngờ lại gặp phải lão đại. Lúc này, Hoa Thanh Vân hắn đã xác định được phương hướng, đi nè, lời vừa dứt thì hắn lập tức ném thanh niên huyết khôi số 2 đi. Thanh niên này liền xé gió bay đi, tốc độ bay phải gọi là vô cùng khủng khiếp, khiến cho nó suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác rồi. Chỉ trong giây lát, đầu huyết khôi số 2 đã biến mất trong bầu trời đêm, chỉ lóe lên một tia sáng rồi biến mất như sao băng vậy. Ai? Vẫn chưa đến giờ làm việc, còn một lúc nữa mới đến giờ tị ta vẫn là nên đi xem xem còn phòng nào tốt không, ngủ thêm một lúc nữa mới được. Phía bên này, công cuộc solo câu kéo thời gian cho tử vân dùng đại chiêu giữa kiếm tâm và huyết khôi số 1 cũng bắt đầu. Huyết khôi dùng linh lực phóng ra rất nhiều những nắm đấm màu huyết sắc bay thẳng tới đầu của kiếm tâm. Không dám chậm trễ, nhạc kiếm tâm vội vã đưa hai tay dùng linh kiếm chắn trước mặt, chặn lại chiêu go mu go mu nu của huyết khôi số 1. Nhưng mà bởi vì tu vi kém xa đối phương, cho nên nhạc kiếm tâm cũng không chặn được lâu, nàng ngay lập tức bị đấm bay văng ngược về sau kiếm tâm lủng ngổm chống tay bò dậy nàng dùng tay còn lại lau đi về tiên huyết trên khóe môi vội thở gấp mấy hơi để điều tức ổn định lại thân thể kiếm tâm ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm con huyết khôi thầm nghĩ sao con huyết khôi này càng đánh càng mạnh như vậy chẳng lẽ là do pháp trận này đang tăng cường cho nó nếu như tử vân đạo hữu một chiêu không khiến nó bay màu thì hôm nay e rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây rồi không biết bên phía hoa sư huynh đối phó với con huyết khôi tử phủ cảnh tầng năm như thế nào rồi đứng ở bên ngoài trận pháp quan chiến mặc hiên tâm trạng vui vẻ cười nói ha ha không hổ là đại đệ tử của thanh vân kiếm tâm mặc dù kém huyết khôi của ta hai cái tiểu cảnh giới nhưng vẫn có thể kiên trì chống đỡ cho đến tận bây giờ có điều mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi số một mau ra tay sử nhạc kiếm tâm trước cho ta huyết khôi số một lập tức hung hăng lao lên tấn công kiếm tâm một nắm đấm khổng lồ màu huyết sắc được nó tạo ra đang chuẩn bị ập thẳng xuống đầu kiếm tâm đến lúc này thì vô vọng thật rồi kiếm tâm nhau mắt nhìn đòn tấn công của huyết khôi đang chuẩn bị rơi xuống người mình nàng thầm than tử vân đạo hữu xin lỗi e là ta không thể câu kéo thêm được nữa rồi bất ngờ lúc này ở phía xa sau lưng của mạc hiên lóe lên một tia sáng mạc hiên bị giật mình lập tức quay đầu nhìn lại đó là gì thế sao lại bay nhanh như vậy không nói chắc anh em cũng biết đây chính là đầu huyết khôi số 2 bị hoa thanh vân hắn ném đến đây âm 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 đầu huyết khôi số 2 này đâm thủng luôn trận pháp của mạc hiên nó phi thẳng vào bên trong vừa hay đâm trúng đầu huyết khôi số một đang lao đến tấn công kiếm tâm giúp cho kiếm tâm tránh thoát được một kiếp kiếm tâm lúc này cũng bị giật mình không hiểu đã có chuyện gì xảy ra tự nhiên thấy đầu huyết khôi kia bị thứ gì đâm phải rồi nổ tung trước mặt mình hiện trường tạo ra một mảnh khói lửa ngập tràn kiếm tâm thì đang mong chờ nhìn xem có chuyện gì xảy ra thứ đâm vào đầu huyết khôi kia rốt cuộc là thứ gì mà mặc hiên thì say sẩm mặt mày bởi vì hắn lờ mờ cảm nhận được cái thứ ban nãy đâm thủng pháp trận kia có chút quen thuộc lúc này khói bụi tản đi hiện trường hiện ra hai con huyết khôi nằm trồng vó trên mặt đất thanh niên huyết khôi số hai thân thể nát vụn chỉ còn dư lại mỗi cặp chân huyết khôi số một thân thể không khá hơn một tí chỉ bị đứt rời tứ chi với rách một bên ngực thôi mạc hiên lúc này ôm đầu kinh hãi hô lên số hai hai chuyện này làm sao có thể chứ kiếm tâm bên này trong lòng thở phào nhẹ nhõm nàng vui vẻ thốt lên tốt quá rồi Sư huynh không sao. Là vị trưởng lão nào đến đây cứu trợ sao? Cái gì? Trưởng lão của Thanh Vân Kiếm Tông đến rồi sao? Phiền phức rồi đây. Phải mau chóng chuồn thôi. Huyết khôi cường hóa thuật. Số một nhanh xử lý chúng cho ta. Thân thể huyết khôi số một lại tiếp tục lành lặn nhanh chóng. Nó nhảy bổ lên lao tới tấn công kiếm tâm. Muốn giải quyết nàng trong một chiêu. Kiếm tâm đang định nhảy lên bỏ chạy. Nhưng bất ngờ lúc này, từ bên dưới chân nàng lại có một đám bùn đất màu đen bỏ lên, quấn chặt lấy chân của nàng, không cho nàng di chuyển chết tiệt đây là gì thế chân mình không thể di chuyển được tử vân ở phía sau chuẩn bị cuối cùng cũng xong cô ấy vội vã lên tiếng gọi kiếm tâm nhà đạo hữu đã để ngươi chờ lâu rồi kiếm tâm mừng rỡ quay lại nhìn tử vân đáp tử vân đạo hữu cuối cùng ngươi cũng xong rồi tử vân lúc này toàn thân bạo phát lôi điện khi tức khủng bố tràn ra nàng vậy mà tích lũy được năng lượng tử phủ cảnh ba trùng mạc hiên mặt tím tái mặt mày kinh hoàng hét lên cái gì ảo thế cô ta chỉ là một tử phủ cảnh tứ trùng sao lại có thể tích góp được linh lực ba trùng gấp đôi canxi à lúc này tử vân cùng huyết khôi số một lập tức va và vào nhau kinh khủng năng lượng phóng ra xung quanh khiến cho núi rừng nơi đó bị dung chuyển dữ dội ánh sáng tử kim sắc của tử vân phóng ra xung quanh làm cho bầu trời đêm sáng rực lên ánh tím thơ mộng phía bên này khứa hoa thanh vân đang dùng bịt mắt ngủ say sưa mặc kệ sự đời ngoài kia chưa đến giờ làm việc thì anh chưa tỉnh dậy dẫu trời có sập xuống anh cũng mặc kệ hết he he tập 4 xin kết thúc ở đây Cảm ơn các vị đạo hữu đã xem video của Tại Hạ. Các vị đạo hữu thấy hay có thể cho Tại Hạ xin một like và một comment xuống bên dưới phần bình luận nhé. Yêu quý hơn thì có thể donate link thạch cho Tại Hạ, thông qua số tài khoản ngân hàng hoặc số Momo, Tại Hạ có treo nó ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn các vị đạo hữu rất nhiều. Mãi yêu.